Hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau.
tôi bao thu vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bên đời đời. Từ khi Giêsu vô sông trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa, tâm tôi bao lớp sông đời ra hoa đó tan rồi. Tôi nghe dòng suối tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhớ Ngài ngự vào làm tôi trăng trong. Từ giá bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Đất chơi khô nay đã qua ngày xưa, còn lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xa xưa hoang vu, ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì chưa mắt tôi đang chơi ra dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhớ Ngài như và làm tôi tràn trong. Từ giá bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong. Lòng hình khát khao bao thu vui cuộc đời, dù đời đem vinh hoa chào đón tôi. Vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngậm ngùi. Miền đất trời khô nay biến nên màu tươi, dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhớ Ngài như và làm tôi trăng trong. Từ giá bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng dòng suối tuôn tràn trong lòng, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi xin đọc lời của Chúa được chép trong sách Roma đoạn 12 từ câu 11 đến câu 12. Hãy siêng năng và chớ lười biếng. Hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. Thư Côrintô 2 đoạn 7 từ câu 5 đến câu 11. Thật vậy, khi chúng tôi đến Macedonia, thể xác chúng tôi không được nghỉ ngơi chút nào. Nhưng chúng tôi gặp khốn khó mọi bề, bên ngoài phải đối phó với những tấn công, bên trong phải đương đầu với những lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những kẻ ngã lòng, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai Tít đến. Chúng tôi không những đã được an ủi vì Tít đến, nhưng còn được an ủi vì sự an ủi anh ấy đã nhận được từ anh chị em. Anh ấy đã tường thuật cho chúng tôi biết lòng mong mỏi sự than thở và lòng nhiệt thành của anh chị em dành cho tôi. Do đó tôi càng vui mừng hơn. Nếu trong thư trước tôi có làm cho anh chị em đau buồn, tôi cũng không hối tiếc. Giá như tôi có thể có hối tiếc đi nữa, vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh chị em đau buồn trong ít lâu, thì nay tôi lại vui mừng. Không phải vui mừng vì thấy anh chị em đau buồn, nhưng vui mừng vì sự đau buồn ấy đã đưa đến sự ăn năn. Vì anh chị em đau buồn theo đức ý Đức Chúa Trời, nên chúng tôi đã không gây thiệt hại gì cho anh chị em. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu, đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo kiểu thế gian ấy đưa đến sự chết. Vì này, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã tạo nên sự nhiệt tình cho anh chị em như thế nào. Rồi tiếp theo đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, mong ước, nhiệt thành và sửa phạt. Trong mọi sự anh chị em đã chứng tỏ, anh chị em trong sạch trong việc này. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta thường không có để ý đến là thân thể mình ấm. Chúng ta nghĩ chuyện đó là chuyện tự nhiên, cho đến khi chúng ta có thể cầm tay một người thân khi bệnh nặng hay là qua đời, chúng ta thấy rằng thân thể đó trở thành lạnh đi, thì chúng ta mới biết rằng cái ấm của thân thể của chúng ta không phải là điều tự nhiên mà có, mà thân thể chúng ta ấm là nhờ một tiến trình sự sống ở bên trong cái cơ thể đó. Cũng tương tự như vậy, sự sốt sắng của một người, sự nhiệt tình của một người, của một hội thánh không có tự nhiên mà có. Và lúc nào đó cái sự sốt sắng của một người khi mất đi, thì chúng ta mới khám phá rằng có nguyên một cái diễn trình nào đó đã không còn nữa, cho nên chúng ta không còn sự sốt sắng đối với sự phục vụ Chúa nữa. Kinh Thánh chép rằng hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. Và lời Kinh Thánh chúng ta học hôm nay rất là đơn giản, cũng rất là quan trọng, là Chúa muốn cho chúng ta như thế nào, trong hoàn cảnh nào, thì giữ được một cái sự ấm cúng ở trong tâm linh của mình, ở trong sự phục vụ Chúa. Tuần rồi chúng ta học dấu hiệu đầu tiên của một cộng đồng dân Chúa là yêu thương nhau chân thành. Tình yêu thương của chúng ta đối với nhau nên biết được cái lo sợ của nhau, và xin Chúa, nhờ Chúa giúp cho những anh em mình không có lo sợ, để chúng ta không phải sống hai mặt đối với nhau ở trong hội thánh. Chúng ta cho phép nhau nói sự thật, nói sự thật ở trong tình thân ái và tôn trọng với nhau. Đó là điều Chúa dạy chúng ta. Điều thứ nhất, chúng ta mong rằng chúng ta nhớ lại, chúng ta xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta không có lo sợ, sống trong sự lo sợ, sống trong sự hai mặt, nhưng mà sống ở trong tình thương chân thật. Chúng ta cho phép những người khác nói sự thật cho mình biết, và chúng ta nói sự thật cho nhau nghe ở trong sự thân ái và tôn trọng. Kỳ này chúng ta nói về đặc điểm là lòng sốt sắng phục vụ Chúa, như vậy thôi. Tuy nhiên, như đã nói, là cái sự sốt sắng phục vụ Chúa nó không có tự nhiên mà có, và nó cũng không có tự nhiên mà mất đi. Cho nên chúng ta cần rõ rằng cái sự sốt sắng phục vụ Chúa mà Kinh Thánh dạy tại đây là gì, và làm thế nào để chúng ta có được điều đó, và làm thế nào để chúng ta có thể giữ được điều đó. Trước tiên chúng ta nói đến những cái nguy cơ mà người ta lẫn lộn giữa sự sốt sắng Chúa cho và sự sốt sắng của con người, hay là sự đánh mất của sự sốt sắng đó.
Phaolô có tâm sự trong thơ Philip rằng tôi chịu cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ở đây là một sự sốt sắng phe phái tự nhiên của con người. Phaolô lớn lên sinh ra trong một dân tộc, và dân tộc đó có một tôn giáo, và ông kể tôn giáo đó thuộc về phe của mình, và ông sốt sắng để bảo vệ tôn giáo đó, để chống cự những người ông kể là kẻ thù của cái phe nhóm của mình. Và ông làm điều này một cách rất là tự nhiên, và ông làm trỗi hơn nhiều người. Có nghĩa là thời đó đối với người Do Thái giáo thì những người theo Chúa Giê-xu là những người đi ngược lại điều đó. Và không phải ông phiền, ông không đồng ý, ông phản đối, mà ông còn xin những người lãnh đạo cho ông có quyền để đi và bắt những người theo đạo Chúa Giê-xu và để bắt bỏ tù. Cho nên đối với những người thời đó, ông là người rất là sốt sắng, được khen tặng. Sau này khi ông biết được Chúa Giê-xu là ai rồi, thì ông nói rằng tất cả những lời khen tặng, những sự sốt sắng, những sự nhiệt thành đó, ông coi như là sự lỗ lã. Bởi vì sự nhận biết Chúa thì khiến cho ông sống rất là khác. Và sự sốt sắng của ông cho công việc Chúa sau này là sự sốt sắng đến từ Chúa, chứ không phải từ cái khả năng tự nhiên của ông. Và đây là điều đang diễn ra trong chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta có một số sự sốt sắng, nhưng sự sốt sắng nó đến tự nhiên. Tại vì hội đoàn của mình là của mình sinh ra và mình quyết bảo vệ những điều đó. Cho đến khi nào chúng ta nhận biết được Đấng Christ ở trong đời sống của mình, Chúa Giê-xu là ai, và chúng ta có một sự sốt sắng khác. Cái nguy cơ thứ nhì chúng ta nói tại đây là sốt sắng làm chuyện tốt với động cơ không tốt. Cũng trong thơ Philip, ông nói rằng thật ra có một số người rao giảng Đấng Christ. Rao giảng Đấng Christ là chuyện rất là tốt, vì ganh tị và cạnh tranh. Nhưng có một số khác rao giảng với ý tốt. Có nghĩa là có nhiều người trong vòng chúng ta có thể làm những chuyện rất là tốt, không ai trách được, nhưng mà làm là để hơn người khác, để cạnh tranh và để vì ganh tị. Phaolô nói rằng những người rao giảng vì ý tốt thể vì tình yêu biết rằng tôi được bổ nhiệm để binh vực tin mừng, còn những người rao giảng Đức Christ vì tham vọng cá nhân thay vì động cơ trong sạch, tưởng như có thể tạo thêm khổ cho tôi khi mang xiềng xích. Nghĩa là có một số người họ đã rao giảng lời Chúa, đã sốt sắng làm chuyện đó vì tham vọng cá nhân. Nói chung là làm điều tốt vì chính mình, làm những chuyện nhỏ hay là lớn trong danh Chúa, nhưng thật ra là vì chính mình. Và nguy cơ này là lúc nào cũng ở cùng chúng ta, vì không phải chúng ta làm điều tốt là đủ, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái đời sống thuộc linh thích hợp đi kèm với cái điều tốt đó. Nếu không thì tự nhiên những điều tốt chúng ta làm nó có thể trở thành những cái điều không có phải. Mà không phải là từ đầu chúng ta cố ý sống ích kỷ. Chỉ có điều là khi làm công việc tốt mà Chúa giao mà trong lòng không có gần với Chúa đó, thì từ từ chúng ta biến công việc tốt đó trở thành một phương tiện chúng ta sống cho mình. Và đây là một điều đặc biệt, là tại vì Kinh Thánh nói rằng không phải tự nhiên chúng ta muốn sống tốt là được, mà Kinh Thánh nói rằng con người thiên nhiên của chúng ta thì không sống theo ý của Thánh Linh mà cũng không có phục Thánh Linh được. Có nghĩa tôi là con người thiên nhiên thì tôi sống theo ý tôi, cái nào tốt, cái nào tôi thích làm thì tôi làm, còn không hiểu Thánh Linh muốn mình làm điều gì mà cũng không có làm theo ý của Thánh Linh được. Chỉ khi nào có một người nhận biết Chúa thì Chúa mới cho có cái khả năng đó. Làm thế nào để một người sống theo Thánh Linh được?
là khi một người quy thuận Chúa, yêu mến Chúa, làm sao một người có thể quy thuận Chúa được? Đó là khi một người biết rằng mình cần phải ăn năn, mình có những lỗi lầm, mình nhận điều đó, mình muốn thay đổi điều đó, thì mình mới trở thành người quy thuận Chúa được. Còn có người nói rằng tôi thì cũng tốt giống như những người theo đạo thôi, thật ra thì tôi còn tốt hơn nhiều người theo đạo. Thì người đó có thể sống theo cái tốt thiên nhiên của mình, và vì vậy người đó sẽ dùng cái tốt thiên nhiên của mình để sống, mà không thể sống theo ý của Chúa được. Bất cứ chuyện gì tốt người thiên nhiên này làm là làm vì mình, vì người này chưa nhận biết được Chúa và cũng không thể sống theo ý muốn của Chúa được. Tuy nhiên có người đã nhận biết Chúa rồi và muốn làm điều tốt, nhưng nếu không có giữ một cái đời sống yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và muốn làm vì cái Chúa, thì từ từ cái chuyện tốt mà mình biết là tốt đó thì nó cũng sẽ biến thành cái chuyện không tốt. Như vậy có hai nguy cơ, phải không? Là lẫn lộn, một là cái tự nhiên theo phe nhóm, còn một cái là lẫn lộn cái sự sốt sắng vì chính mình. Điều thứ ba nguy cơ chúng ta nói tại đây thì có vẻ ngược lại hơn tất cả những chuyện đó, là có một số người đã mệt mỏi về tôn giáo rồi. Thật ra họ không có muốn nhiệt thành, sốt sắng ở trong cái chuyện tôn giáo, chuyện thiêng liêng nữa, chuyện về Chúa nữa, mà đối với họ chuyện quan trọng là chuyện bên ngoài kia kìa. Kinh Thánh nói rằng vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Tại sao? Tại vì cuộc đời gian ác có những cái hấp dẫn của nó, chứ không có tự nhiên ai chạy theo cuộc đời gian ác vì nó là gian ác. Nhưng mà cuộc đời ác có nhiều hấp dẫn lắm. Tôi có nhận được cái bài thơ trào phúng của người bạn tôi gửi, mà có thể nhiều người trong quý vị biết, để mô tả phần nào cái hấp dẫn của tiền bạc. Bài thơ này nói rằng tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái vọng cha thân, là cán cân công lý, tiền là hết ý. Có nghĩa là thật ra nói gì nói thì người ta sống vì tiền thôi, phải không? Cho nên cái chuyện mà thúc đẩy mình sống hăng hái chịu cực đó, nó phải nằm ở bên ngoài, chứ còn cái chuyện thiêng liêng là chuyện không tiện đứng. Như vậy rõ ha? Như vậy chúng ta biết rằng cái việc mà sốt sắng mà Chúa muốn là chuyện khó có, chứ không phải dễ có. Chuyện đó là phải nhận biết Chúa mới có được, và phải nuôi dưỡng bằng một đời sống như thế nào đó thì cái thân thể thuộc linh chúng ta nó mới ấm. Còn nếu không, nó từ từ nó lạnh dần, lúc nào chúng ta không có hay. Quý vị muốn rờ cái bát kế bên để coi nó còn ấm hay không? Thì cái này là chuyện quan trọng, là tại vì nhiều lúc người bạn của mình một thời gian đó, chúng ta thấy là cũng đẹp trai như thường, cũng đẹp như thường, mà nó lạnh ngắt à. Nói về Chúa tự nhiên lạnh tanh à, phải không? Nói về sự thiêng liêng thì nó là tại sao nói chuyện không tưởng như vậy, phải không? Phải hăng hái chuyện khác, chứ còn đừng có nói cái chuyện xưa cũ đó nữa. Và đó là lý do tại sao trong đây, trong Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy sốt sáng phục vụ Chúa, không phải là phục vụ luật pháp, không phải phục vụ tôn giáo, không phải phục vụ tiền đồ của mình hay là của nhóm mình, mà phục vụ Chúa Giêsu Christ, phục vụ hiện thân của Đức Chúa Trời cho con người. Đặc điểm của phục vụ này có ba điều mà chúng ta cần để ý. Kinh Thánh nói rằng hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. Và thứ nhất nói rằng hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ và bền lòng trong sự cầu nguyện. Tại vì sự sốt sắng mà Chúa cho không phải là sự sốt sắng của lửa rơm, nhưng là sự sốt sắng của cái lò than hồng. Lửa rơm cháy rất là to,
nhưng mà nhanh rồi nó hết. Nhưng mà khi lò than đã nóng lên thì nó bền. Và sự sốt sắng này cũng không phải là sự sốt sắng của những người cuồng tín. Chúng ta biết rằng trên thế giới này có nhiều người sẵn sàng ôm bom để nổ chết mình, nổ những người khác. Đó cũng là sự sốt sắng. Nhưng mà sự sốt sắng theo Chúa không phải là sự sốt sắng đó. Sự sốt sắng này có ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là vui mừng trong sự hy vọng. Nghĩa là sao? Nghĩa là những điều chúng ta chưa thấy, chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta vui mừng vì biết Chúa sẽ hoàn thành điều đó. Có nhiều điều chúng ta chưa hiểu ngày hôm nay, nhưng mà rồi Chúa sẽ bày tỏ sự công chính của Chúa, tình thương của Chúa cho cả nhân loại trong cái ngày của Chúa. Có nghĩa là sự vui mừng này không đến từ kết quả của trước mắt. Ông Abraham vui mừng khi ông đi đến đặt chân vào đất hứa, giống như là cái người tạm trú, tại vì đất hứa mà ông đặt chân tại đó vẫn còn thuộc chủ quyền của nhiều người khác. Nhưng ông vui mừng vì ông biết là ông đã làm phần của ông, rồi ông tin rằng đất hứa đó sẽ thuộc về dân của Chúa. Ông Môi-se rất là cực để đưa dân của Chúa từ nơi lưu đày trở về với đất hứa, nhưng mà ông không có được bước vào trong đó trở lại. Nhưng mà đời sống ông không có đau khổ như vậy. Ông biết rằng ông đã làm phần của ông ở trong cái chương trình lớn của Chúa. Và đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô trong khi bị bắt ở trong tù, rồi chúng ta biết là ông sẽ chết luôn ở trong tù, thì ông viết bức thơ cho hội thánh và nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói rằng hãy vui mừng đi. Tại vì ông biết rằng những người sống cho Chúa, sống vì cớ Chúa, vì cớ sự công chính, vì cớ tình yêu thương, vì sự cứu chuộc của con người sẽ đáng vui mừng. Và tất cả những quyền bính như sự thành công của triều đình La Mã, của đế quốc La Mã suy sụp, chỉ có chân lý của tin lành Chúa thì được đứng vững. Đặc điểm thứ nhì không phải là vui mừng ở trong sự hy vọng mà thôi, nhưng mà còn là nhẫn nại trong gian khổ, không bỏ cuộc. Sự sốt sắng này bày tỏ ra sự nhịn nhục trong lúc chịu khổ. Một người tín hữu mà bị đau nhất, bệnh tật kéo dài, có một hy vọng khác với những người nghĩ rằng tại sao cuộc đời vô lý và muốn kết thúc cuộc đời của mình. Đặc điểm thứ ba là bền lòng mà cầu nguyện. Có nghĩa là người có lòng sốt sắng nơi Chúa đến từ một cuộc đời gắn kết đối với Chúa. Chúng ta nhớ ông Phi-e-rơ, sau này ông lo công việc Chúa ở trong hội thánh, thì lúc nào ông cũng nhớ rằng Chúa Giê-xu nói rằng người yêu ta chăng, người yêu ta chăng, người yêu ta chăng. Và ông biết rằng ông lo cho chiên của Chúa vì cớ ông yêu mến Chúa. Và ông giữ tấm lòng của ông đối với Chúa. Cho nên đây là một trong những điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Dù chúng ta không phải là người phụ trách hội thánh, nhưng bất cứ công việc nào của chúng ta, khi chúng ta có lòng tương giao đối với Chúa và biết rằng đây là việc mà Chúa giao cho mình, thì sẽ khác. Mặc dù có người này người kia cũng khuyến khích chúng ta, người này người kia cũng khen chúng ta, người này người nọ cũng thúc đẩy chúng ta, nhưng mà lòng của chúng ta biết đó, không phải là người ta ép mình, không phải người ta xúi mình, nhưng mà biết rằng cái chuyện nhỏ này, chuyện trung bình này, chuyện lớn này là vì cớ Đấng đã yêu thương mình, đã cứu chuộc mình. Và đó là bí quyết của một cuộc đời mà có được cái lòng ấm bền giữa những hoàn cảnh thay đổi. Có nhiều người muốn tìm một cái bí quyết nào để không có cần phải cầu nguyện với Chúa, không cần phải đi nhà thờ mà lòng cứ ấm 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 hoài, thì tôi nói không có bí quyết đó. Bí quyết nào cũng dẫn chúng ta
đến với Chúa cả. Và tôi xin lặp lại một cái khám phá rất là lớn của tôi đối với câu Kinh Thánh đơn giản ở trong Sáng Thế Ký, khi Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va đi dạo trong vườn mát buổi chiều và gọi Adam. Ai là người đi dạo? Ai là người kêu một người đi dạo với mình? Chỉ có những bạn hữu mới đi dạo với nhau trong vườn mát thôi. Còn người đầy tớ là phải trồng vườn và giữ vườn. Chúa không có kêu ông tại sao không làm vườn. Chúa nói rằng Adam, ngươi ở đâu để đi dạo với Chúa? Tại vì từ đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người là để sống gần với Chúa, để làm bạn hữu đối với Chúa. Và vì vậy bất cứ điều nào lâu dài trong cuộc đời của chúng ta là phải gắn lại với Chúa. Khi Chúa Giê-xu cứu chuộc chúng ta và kêu các môn đồ nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nhưng gọi các ngươi là bạn hữu, thì nó bừng sáng ý nghĩa đó. Chúa muốn cho chúng ta đừng trốn Chúa nữa, đừng trốn Chúa trong những công tác bận rộn của chúng ta nữa, mà chúng ta phải đến gần với tấm lòng của Chúa. Ngược lại, khi đến gần với tấm lòng của Chúa thì lòng của chúng ta sẽ được ấm, dầu hoàn cảnh xung quanh có lạnh lẽo đến đâu đi nữa. Và đó là sự sốt sắng mà Kinh Thánh dạy. Sự sốt sắng đó có ba đặc điểm như chúng ta đã nói. Đó là vui mừng trong hy vọng, nhịn nhục trong hoạn nạn, và bền lòng mà cầu nguyện. Làm sao quý vị và tôi có được sự sốt sắng đó? Làm sao quý vị và tôi có một cái lòng ấm giữa cuộc đời này? Như đã nói, trước tiên chúng ta phải nhận biết Chúa. Tại vì nếu không nhận biết Chúa thì chúng ta sẽ không có được một cái sức ấm thiêng liêng lâu dài cho đời này và cho đời sau. Nhưng đối với tất cả chúng ta là những người đã nhận biết Chúa rồi, thì tôi thấy có ba điều Kinh Thánh dạy để chúng ta giữ được lòng ấm mà trước đây có thể chúng ta đã từng có mà bây giờ không còn. Điều thứ nhất là điều rất là bất ngờ. Điều thứ nhất là buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc trong bản phổ thông nói về Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 11. Kinh Thánh nói rằng: anh chị em ngẫm mà xem, cái buồn theo ý Đức Chúa Trời đã thực hiện những gì trên anh chị em. Nó khiến cho anh chị em sốt sắng hơn, nó khiến cho anh chị em muốn chứng tỏ rằng mình không làm bậy, nó khiến cho anh chị em vừa giận vừa lo sợ mà có lòng sốt sắng lại với Chúa. Bí quyết là gì? Bí quyết là buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những điều mà nếu mà chúng ta nói rằng không sao đâu, không có gì đâu, thì chúng ta sẽ mất luôn lòng sốt sắng của chúng ta. Buồn theo ý muốn Đức Chúa Trời là gì? Thưa, buồn theo ý muốn Đức Chúa Trời là gì? Chúa có thể dùng nhiều cách, một hoàn cảnh nào đó, một cái người nào đó để đụng đến đời sống của chúng ta và khiến cho chúng ta buồn. Đụng đến một cái thất bại nào đó trong đời sống của chúng ta, đụng đến một cái khuyết điểm nào đó trong đời sống của chúng ta, đụng đến một cái tổn thương nào đó mà chúng ta không có muốn nhớ nữa trong đời sống của chúng ta, để chúng ta buồn. Và khi chúng ta buồn theo ý muốn của Chúa thì Chúa làm lại một cái sự sốt sắng trong đời sống của những người theo Chúa. Tôi xin lặp lại là chúng ta là những người theo Chúa rồi, nếu chúng ta giấu với Chúa một số điều, chúng ta không cho phép Chúa và những người khác đụng đến một số chuyện, thì chúng ta có thể đánh mất dần dần sự sốt sắng mà chúng ta đã từng có. Tại vì tại đây các tín hữu đã lấy lại lòng sốt sắng khi họ học cách buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng đây là điều khích lệ chúng ta rất là lớn. Tại vì chúng ta sẽ hiểu hơn là tại sao Chúa lại cho chúng ta nghe một số lời nói, nghe một số nhận xét, gặp một số hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy không bao giờ vui. Nhưng nếu chúng ta buồn theo ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ nhận lại một cái điều mà không bao giờ có thể có được. Hồi xưa có nhiều người làm lỗi với Chúa lắm, nhưng mà ông Judas Iscariot làm lỗi với Chúa rồi thì ông buồn và ông tự tử thôi.
Ông Phi-e-rơ làm lỗi với Chúa, ông cũng buồn, ông cũng khóc lóc một cách đắng cay ở đường phố Jerusalem. Nhưng mà sự đau buồn đó của ông khiến ông trở thành một con người rất là khác. Thế tôi này xin Chúa dạy tôi, dạy mỗi một ông bà anh chị em biết buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nào biết đâu chúng ta sẽ sớm có lại sự sốt sắng, là tại vì nhiều lúc không phải lâu lâu gặp chuyện buồn, một ngày gặp tới mấy chuyện buồn lận. Thì mình cứ gặp chuyện buồn thì cứ buồn theo ý muốn của Chúa. Điều thứ nhì, đó là bạn. Không phải buồn thôi, bí quyết thứ nhì là bạn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 7 chép như thế này: chúng tôi không những đã được an ủi vì Tít đến, nhưng còn được an ủi vì sự an ủi của anh ấy đã nhận được từ anh chị em. Anh ấy đã tường thuật cho chúng tôi biết lòng mong mỏi, than thở và lòng nhiệt thành của anh chị em dành cho tôi. Do đó tôi càng vui mừng hơn. Có nghĩa là những tín hữu ở thành phố Corinto đã quan tâm đến Phaolô bị tù, và họ quan tâm đến những cái người đi thăm ông, tại họ không có thăm nuôi ông được. Mà cái sự sốt sắng của họ khiến cho một người trong tù vui mừng. Như vậy cái sự vui mừng của Phaolô không phải đến từ sự cầu nguyện thôi. Sự vui mừng của ông đến từ những người bạn của ông. Và điều này có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em và tôi cũng cần bạn ở trong Chúa. Cũng có những lúc ở trong cuộc đời chúng ta cần có một lời thăm hỏi nào đó, có một sự khích lệ nào đó. Và đây là lý do tại sao Hội Thánh chúng ta lúc nào cũng muốn kêu gọi mỗi người phải có trong một nhóm nhỏ. Và trong nhóm nhỏ thì lúc nào cũng nên có một cái tình thân, một sự tin cậy lẫn nhau, để có thể chia sẻ với niềm vui cho nhau mà thôi, mà những đau buồn cho nhau. Tại vì Chúa dùng những người rất là đơn sơ đó để đem cho chúng ta có lại sự sốt sắng, có lại sự vui mừng. Vậy hai điều ha: chúng ta sẽ buồn theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ có bạn theo ý muốn của Chúa, và cuối cùng chúng ta sẽ đồng hành với Chúa. Những môn đồ về làng Emmaus nói rằng họ nói với nhau dọc đường khi Ngài nói chuyện với chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng nóng cháy sao? Sự cầu nguyện, sự trò chuyện đối với Chúa, sự hiểu Kinh Thánh sẽ đem lại cho con cái Chúa một sự sốt sắng lâu bền. Thưa quý ông bà anh chị em, tuần vừa rồi tôi dự hai đám tang. Và lần này thì tôi cảm thấy có một cái sự bàng hoàng, vì một trong những đám tang đó là của một người thân tôi ít có dịp gặp, mà chị mất tương đối sớm. Tôi nhận thấy rằng con người của chúng ta đời sống rất là ngắn ngủi. Tất cả những hy vọng chúng ta dành cho con cháu, cho sự nghiệp, cho cái nhà, cho cái sức khỏe, cho bất cứ điều gì, nó cũng sẽ qua đi với cái chết. Chúng ta sẽ không đem được gì đi khi chúng ta từ giã cuộc đời này, nếu chúng ta chỉ nhìn những cái chuyện trước mắt mà chúng ta đang lo. Cho nên thực tế đó thì phải bi quan thôi, tại vì ai cũng sẽ giống như vậy hết. Không có một người nào được miễn cái chết cả. Cho nên nếu chúng ta sống thật thì làm sao chúng ta sống vui được? Chúng ta sống thật mà chúng ta có thể vui được khi chúng ta nhận biết Chúa. Chúng ta nhận biết rằng Chúa tạo dựng nên chúng ta không phải chỉ cho cuộc đời này thôi. Cho nên Chúa nói rằng thật là khốn cho ai chỉ hy vọng ở trong đời này mà thôi. Nhưng mà những người nào nhìn biết Chúa sẽ có được một sự sốt sắng, vui mừng, nhiệt thành, cái lòng ấm đến từ Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin Chúa cho chúng ta một điều
là chúng ta đã trong hoàn cảnh nào, chúng ta đang còn giữ lòng ấm đối với Chúa hay không, hay là tất cả những sự sốt sắng của chúng ta chỉ đến từ con người tự nhiên của chúng ta mà thôi. Thì nếu như vậy, chúng ta cần trở lại với Chúa. Kính thưa các thân hữu, những đồng hương của chúng tôi, cuộc đời của chúng ta đối diện đối với nhau thật sự là như vậy, vì quý vị và tôi, mỗi người chúng ta rồi sẽ mất hết những điều chúng ta xây dựng, đổ mồ hôi, nước mắt, chịu bao nhiêu nguy hiểm để có được. Và có thể quý vị và tôi cũng rất là mệt mỏi đối với những sự sốt sắng, hăng hái, nhiệt thành, ích kỷ, đầy tham vọng, giới hạn của con người. Nhưng kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên quý vị, muốn quý vị được gần với Ngài, hiểu Ngài, trở thành người đồng hành là bạn với Ngài. Và để quý vị được điều đó, Ngài phải trả giá rất là đắt, là Ngài chết cho quý vị, để quý vị được hồi phục lại với Đức Chúa Trời. Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình bạn đó và sự nồng ấm đó của Đức Chúa Trời cho quý vị ngay bây giờ, và trải qua tất cả những hoạn nạn khó khăn của quý vị cho đến ngày gặp Chúa, thì quý vị có thể cầu nguyện trong lòng theo tôi, thưa với Đức Chúa Trời rằng: kính lạy Chúa, con biết rằng cuộc đời tâm linh của con cần có sức ấm, và tất cả những điều chúng con có trong đời này đều sẽ qua đi. Tất cả những người thân mà chúng con có đời này đều sẽ không có ở lại với chúng con mãi mãi. Nhưng xin Ngài ở lại với con, xin Ngài cứu con, xin Ngài đồng hành với con, xin Ngài giúp cho con có thể đối diện với những thất bại trong cuộc đời mình, đối diện với những tổn thương trong cuộc đời của mình, đối diện với những khuyết điểm sâu xa của cuộc đời mình, mà nhận biết được ơn Ngài, để con có thể sống phước hạnh từ giờ và cho đến cả cõi đời đời. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.